trị tham mụn, phải đi làm laser này, làm ánh sáng này, và phải phi kim, lăn kim, rồi thì phải làm công nghệ tế bào gốc này hoặc là PRP mới có thể khỏi được nhanh. Các bạn có nghĩ như vậy không? Bác sĩ Ngọc thì không cho rằng như vậy. Chúng ta sẽ cần nắm được những nguyên tắc cơ bản trong điều trị thâm, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể điều trị thâm mụn một cách an toàn và hiệu quả tại nhà. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong video ngày hôm nay của bác sĩ Ngọc nhé. Xin chào cả nhà, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và như đã giới thiệu ở ban đầu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách trị thâm mụn an toàn tại nhà. Và video ngày hôm nay thì sẽ chia ra làm 3 phần cơ bản. Phần đầu tiên, các bạn sẽ tìm hiểu về thâm mụn là gì dành cho những người mà mới xem video của bác sĩ Ngọc này. Và thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản để điều trị thâm mụn là gì. Và thứ ba là chúng ta sẽ đi vào những sản phẩm điều trị thâm mụn an toàn, lành tính tại nhà mà lại rất hiệu quả nữa. Và ngay bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay thôi. Và nếu như các bạn đã có xem video lần trước của bác sĩ Ngọc nói về thâm mụn rồi thì có thể một số bạn chưa xem, bác sĩ Ngọc sẽ nói lại luôn, đó là thâm mụn chính là một tình trạng tăng sắc tố sau viêm của da, tức là khi có một phản ứng viêm thì da sẽ có tình trạng tăng sắc tố tại cái phản ứng viêm đó. Sau khi mà hết viêm thì sẽ có tình trạng tăng sắc tố, gọi là tăng sắc tố sau viêm, thì cái vùng da đó bị tổn thương sẽ có hiện tượng là tăng cường bảo vệ bằng cách là sẽ tế bào sắc tố melanocyte sẽ tăng cường sản sinh melanin lên để bảo vệ cái phần bị viêm, vì phần đó là da sẽ yếu hơn. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy cho nó dễ hiểu thôi. Thì thâm mụn chính là một cái dạng tăng sắc tố sau viêm như vậy, và đây là một dạng tăng sắc tố lành tính và ở nông thượng bì, hoàn toàn có thể tự khỏi được theo thời gian dần dần. Thì thông thường một cái thâm mụn nếu như mà được chống nắng kỹ, được đảm bảo những cái biện pháp bảo vệ kỹ, thì nó sẽ có thời gian trung bình từ 1 đến 3 tháng là có thể khỏi được nếu như là thâm mụn nông. Còn nếu như chúng ta không bảo vệ che chắn kỹ thì cái thời gian tiến triển của một cái thâm mụn bình thường có thể từ 3 đến 6 tháng, thậm chí là 6 đến 12 tháng nếu như mà thâm mụn mà đậm sâu và chúng ta không có những cái biện pháp để che chắn và bảo vệ da. Và tiếp theo là đến những nguyên tắc điều trị thâm mụn. Thì nguyên tắc đầu tiên là những nguyên tắc mà lúc nào bác sĩ Ngọc cũng phải nhắc nhở các bạn hàng ngày, đó chính là phải chống nắng kỹ. Bởi vì như bác sĩ Ngọc vừa mới nói vừa nãy, đó là thâm mụn hình thành do da của chúng ta, cái phần bị viêm sau khi mụn viêm ấy nó bị yếu hơn và cần phải được bảo vệ nhiều hơn. Vậy nên là sắc tố melanin mới được sản sinh và huy động lên nhiều hơn để bao bọc xung quanh tế bào bị tổn thương để bảo vệ, và từ đó hình thành cái sắc tố đen. Vậy thì khi chúng ta mà không chống nắng kỹ mà lại đòi hỏi muốn trị thâm thì sẽ không thể nào có cái chuyện đó được, đúng không? Khi mà chúng ta không chống nắng kỹ thì chỉ cần ngồi trong nhà thôi, cực cứng như thế này, thì tia UV khi mà chiếu vào thì chúng ta cũng đều có thể là bị tăng cái phản ứng với cả ánh nắng mặt trời lên, và từ đó chúng ta lại càng bị thâm đậm hơn rất là nhiều. Vậy nên là dù ở trong nhà hay là đi ra ngoài thì chúng ta luôn luôn có ý thức chống nắng để bảo vệ da, nhất là những bạn đã bị mụn rồi và không muốn chống nắng nữa thì thâm mụn càng ngày càng đậm hơn thôi. Chủ động bảo vệ da bằng cách chống nắng thì chúng ta sẽ bớt đi cái phần trăm mà phải sản sinh sắc tố melanin nhiều hơn để bảo vệ da. Và nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta hãy có một liệu trình điều trị mụn thật là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì là mụn, thâm mụn là tăng sắc tố sau viêm, và cái tình trạng viêm càng nghiêm trọng thì cái hậu quả của tăng sắc tố sau khi quá trình viêm này nó sẽ càng nặng nề hơn và vết thâm sẽ càng đậm hơn. Vậy nên là chúng ta hãy có một liệu trình điều trị đúng phù hợp với các tình trạng mụn của mình để kiểm soát mụn viêm thật là tốt và làm giảm cái tình trạng viêm lan tỏa nặng nề. Thì khi mà chúng ta đã kiểm soát được phản ứng viêm rồi thì tình trạng vết thâm để lại cũng sẽ được kiểm soát tốt hơn. Và có nhiều bạn thì chỉ chăm chăm vào việc là muốn trị thâm thôi, như vậy thì là một quan điểm rất là sai lầm. Bởi vì là các bạn cứ đi trị thâm nhưng mà cứ cái mụn này để lại thâm, các bạn điều trị cái thâm đó, sau đó thì mụn khác lại để lại thâm, các bạn lại điều trị cái thâm đó, thì đấy không phải là gốc rễ của vấn đề. Chúng ta phải kiểm soát được mụn tốt, sau đó thì vết thâm, khi kiểm soát được mụn tốt rồi thì thậm chí các bạn nếu như không có điều kiện nhiều thì các bạn chỉ cần chống nắng đầy đủ thôi là vết thâm nó sẽ tự động mờ dần theo thời gian rất là tốt rồi. Đừng nghĩ đến việc là chỉ trị thâm khi mà mụn chúng ta vẫn đang còn rất nhiều các bạn nhé. Nguyên tắc thứ ba đó chính là không nặn mụn non. Cái điều này thì trong quá trình trị mụn cho các bạn thì bác sĩ Ngọc cũng đã nói rất là nhiều rồi. Tại vì cái việc mà chúng ta cố gắng để lấy cái nếp mụn ra, đưa nó ra ngoài thì đấy là một cái tác động lực khá là lớn lên da. Và có những bạn là mụn chưa gom nhân, chưa chín mà đã cố để bóp nó ra rồi, bởi vì làm sao để cho nó phải biến mất nhanh nhất, đúng không? Bác sĩ Ngọc cũng vậy, nhiều khi nhắc các bạn không nặn mụn, nhưng nhiều khi mình ngứa tay ấy, mình cứ hay nặn, nhưng mà đấy là rất là sai lầm, không được làm như thế. Chúng ta đừng cố gắng để nặn mụn khi mà mụn nó chưa có dấu hiệu sẵn sàng để trồi ra khỏi bên ngoài. Và
đối với các cái việc mà cố gắng để lấy nhân mụn như vậy thì sẽ tạo nên một cái lực tác động rất là lớn lên da, bởi vì những khi mà mụn chưa sẵn sàng mà chúng ta nặn da thì đúng là một lực phải bóp rất là lớn nó mới có thể đưa được ra ngoài, đúng không? Và như thế thì sẽ càng gây chấn thương cơ học lên da nhiều hơn và gây tổn thương da nặng nề hơn. Và như vậy cho nên là những bạn nào có cố gắng nặn mụn non như thế thì cái vết thâm nó để lại nặng nề hơn rất là nhiều so với những bạn mà để mụn chín tự nhiên và chỉ cần cái lực tác động nhẹ nhàng là có thể đưa nhân mụn ra ngoài được. Vậy cho nên nặn mụn non ấy, tức là nặn mụn khi mà nó còn chưa sẵn sàng, mụn nó chưa sẵn sàng để vỡ ấy, thì đó là một cái điều rất là ngốc nghếch. Và cuối cùng đó chính là làm sao để có thể lựa chọn được sản phẩm trị thâm tại nhà mà vừa an toàn vừa lành tính mà lại vừa tiết kiệm. Thì ngoài những sản phẩm mà bác sĩ Ngọc đã giới thiệu ở cái video lần trước, đó là như là azelaic acid này, augutin này, hirokinol này, tretinoin này, berisoxinol này, thiamidol này, rất nhiều những sản phẩm có thể điều trị thâm, những cái hoạt chất có thể điều trị thâm mụn tại nhà. Vậy thì giải pháp nào để chúng ta phải yêu cầu phải làm tốt ba nguyên tắc bên trên nhé. Thứ nhất là phải chống nắng kỹ này, thứ hai là không được nặn mụn non này, thứ ba là điều trị mụn thật là tốt với các phác đồ liệu trình phù hợp. Sau đó thì chúng ta kết hợp thêm sản phẩm trị thâm thì nó mới có thể hiệu quả được. Và ngày hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ giới thiệu với các bạn, nhất là những bạn mà chưa có điều kiện nhiều để mà phải đi làm liệu trình này kia hoặc là dùng những sản phẩm quá đắt tiền, thì đây sẽ là hai sản phẩm mà cực kỳ hạt rẻ nhưng mà lại rất hiệu quả và bác sĩ Ngọc đã áp dụng rất là nhiều cho điều trị mụn cho các bạn mà độ tuổi còn trẻ, nhất là nền da các bạn còn khỏe này, cái khả năng tái tạo da còn tốt này, thì cũng không cần quá nhiều những sản phẩm đắt tiền. Thì đây chính là hai sản phẩm bác sĩ Ngọc cũng đã có review và đã có cái video nói về hai sản phẩm này rồi, đó là Dermaphos này và Megaduo. Dermaphos và Megaduo các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn hai sản phẩm này có thấy yêu thích không? Bác sĩ Ngọc thì rất là yêu thích hai sản phẩm này, bởi vì thứ nhất là cái chất kem, chất gel của nó thì rất là thẩm thấu nhanh này, thơm mát này, lành tính này, có thể dùng được cả theo cái khuyến cáo là có thể dùng được trong cái trường hợp mà phụ nữ mang thai, đó là an toàn. Cho nên là nhiều bạn mang bầu thì các bạn rất là thích dùng hai sản phẩm này để điều trị. Và thơm mát này và còn rất là rẻ nữa, giá rất là hạt rẻ, các bạn dùng được cũng khá là lâu. Cái này thì là một lựa chọn rất là phù hợp cho các bạn sinh viên có thể là điều trị thâm tại nhà an toàn bằng hai cái sản phẩm này. Và đối với cả Dermaphos thì sẽ có thành phần azelaic acid này với cả coenzyme Q10 này, collagen này, vitamin A, vitamin C, thì sẽ phù hợp với những bạn mà có làn da nhạy cảm hơn một chút và thiên về dưỡng ẩm nhiều, và vừa hỗ trợ trị mụn vừa trị thâm luôn, rất là phù hợp. Còn đây là Megaduo thì sẽ có thành phần là azelaic acid này và glycolic acid là AHA, thì đều có cơ chế trị thâm và hỗ trợ trị mụn luôn. Cái này thì bạn nào mà da đỡ nhạy cảm hơn, nói chung là khỏe hơn ý, thì có thể ưu tiên dùng cái Megaduo này hơn. Nói chung thì hai sản phẩm này thì giá nó cũng na ná nhau thôi. Một bên là mình nhớ không nhầm thì 120.000, một bên thì 101 gì đó. Tức là cũng tùy thời điểm. Thì hai cái sản phẩm này các bạn đều có thể tìm được rất là dễ dàng ở những hiệu thuốc. Tuy nhiên bác sĩ Ngọc cũng khuyên rằng các bạn đừng chỉ chăm chăm mua hai sản phẩm này về để bôi, đừng nghĩ rằng là trị mụn rồi này và trị thâm đều bằng hai cái này được thì là mua luôn về để dùng, bởi vì là không phải mức độ mụn nào cũng thế. Đối với cả azelaic acid ấy, thì sẽ chỉ điều trị mụn hiệu quả nhất đối với cả mức độ mụn số 1, đây là mức độ mụn nhẹ nhất, thì điều trị đơn độc bằng hai sản phẩm này thì là ok, thì nó sẽ vừa kết hợp được trị mụn và trị thâm luôn bởi hai sản phẩm này. Tuy nhiên là khi mà các bạn đã có mụn viêm nhiều rồi, mức độ 2, độ 3, độ 4 trở lên, thì chúng ta dùng mình azelaic acid là sẽ kém hiệu quả. Và chúng ta nên kết hợp với cả những sản phẩm điều trị khác hoặc là có những cái viên uống hỗ trợ thêm từ bên trong để điều trị mụn. Và những sản phẩm trị mụn như là benzoberoxide hoặc là thêm cả tretinoin hoặc là retinoid. Còn trị thâm này thì rất là hiệu quả rồi, vừa hỗ trợ trị mụn vừa trị thâm luôn, nhưng nó sẽ không khuyến cáo là sản phẩm duy nhất để vừa trị mụn vừa trị thâm đâu, mà các bạn phải tùy thuộc vào mức độ mụn của mình nữa. Nếu như mức độ mụn nhẹ thì các bạn có thể dùng đơn độc, còn nếu như mà mức độ có viêm độ 2 trở lên thì hãy dùng kết hợp, và tốt nhất là hãy xin ý kiến của bác sĩ đã thăm khám và điều trị cho mình, đừng tự mua. Bác sĩ Ngọc khuyên là nên dùng, thế nhưng là hãy dùng dưới cái sự có sự thăm khám rồi này. Và nếu như các bạn ở mức độ mụn nhẹ thì thoảng lên mụn có thể dùng được, còn nếu như mà đã đang trong tình trạng không kiểm soát mụn được rồi thì hãy dùng kết hợp nhé. Và đây là một cái gợi ý rất là tốt nếu như các bạn không có điều kiện nhiều mà muốn trị thâm và hỗ trợ trị mụn thêm. Ngoài ra thì như bác sĩ Ngọc có nói là AHA cũng có thể góp phần là hỗ trợ trị thâm và làm sáng da thêm đấy. Bác sĩ Ngọc cũng đã có giải thích cái cơ chế của AHA ở cái video lần trước khá là lâu rồi, các bạn có thể lục lại ở trong cái danh sách video của bác sĩ Ngọc. Thì trong cái trường hợp nữa mà muốn tiết kiệm hơn nữa để trị thâm, một tuần chúng ta có thể làm 2 lần. Tuy nhiên cái hiệu quả của cái phương pháp này thì nó sẽ không thể bằng bôi những cái thuốc bôi trực tiếp được. Thì các bạn có thể sử dụng AHA từ trong tự nhiên, ví dụ như là ở trong sữa chua
sữa chua là AHA gồm có lactic acid. Bác sĩ Ngọc rất là yêu thích sữa chua từ ngày xưa. Ngày xưa hay dùng sữa chua không đường trộn với cả trà xanh, matcha trà xanh ý, mua ở bên Nhật gửi về. Và sau đó thì trộn vào đắp mặt nạ, nó sẽ vừa có khả năng kiềm dầu một chút này, chống oxy hóa này, trị thâm này. Tuy nhiên là làm như thế nó cũng hơi lích kích một tí. Đấy là trong cái trường hợp mà mình mua về vừa ăn này cho nó tốt cho sức khỏe này, sau đó mình để lại một ít để mình dùng. Là cái phương pháp tiết kiệm mà nó vẫn có thể có hiệu quả. Tuy nhiên các bạn đừng lạm dụng. Đừng lạm dụng, những ngày nào cũng dùng thì nó sẽ không tốt cho da nữa. Nó có thể nó gây mài mòn da nhiều và bắt nắng hơn. Và hơn nữa là sữa chua thì các bạn cũng hãy để ý đến hạn sử dụng này, và cái nguồn gốc xuất xứ này, và cái bảo quản nữa. Bảo quản rất là quan trọng. Nếu như mà để ngoài trời quá là lâu rồi chúng ta không dùng nữa. Và cả những cái kết hợp thêm với sữa chua, như các bạn dùng thêm mật ong này, hoặc là dùng thêm bột trà xanh này, hoặc là dùng thêm bất kể cái gì để mà trộn vào cùng, như là tinh bột nghệ này, thì cũng hãy kiểm chứng cái nguồn gốc sản phẩm mà mình thêm vào. Bởi vì cái bất lợi của việc mà dùng trị thâm bằng các phương pháp thiên nhiên ấy, đó là nhiều khi chúng ta không thể kiểm soát được và cũng không thể kiểm chứng được cái nguồn gốc của nó. Đó, thì đấy là những điều mà bác sĩ Ngọc muốn khuyên các bạn trong cái việc trị thâm. Số 1 là về nguyên tắc trị thâm, là có 4 nguyên tắc, 3 nguyên tắc cơ bản nhất, và một nguyên tắc cuối cùng là chọn sản phẩm trị thâm phù hợp. Thì ở cái nguyên tắc chọn sản phẩm trị thâm phù hợp thì bác sĩ Ngọc cũng đã giới thiệu cho các bạn về hai sản phẩm trị thâm mà lành tính này, hỗ trợ trị mụn luôn này, và an toàn tại nhà, rất là đơn giản để có thể tìm được ở khắp mọi nơi. Và có thể thêm cả những biện pháp sử dụng mà bằng phương pháp thiên nhiên, như là dùng AHA ở trong sữa chua này. Đó. Có thể đắp mặt nạ thiên tự nhiên. Tuy nhiên là có một cái video bác sĩ Ngọc đã nói bằng phương pháp làm sáng da tự nhiên tại nhà rồi đấy, các bạn có thể tham khảo thêm. Nhưng hãy quan trọng nhất là hãy test trước khi dùng này, và phải kiểm chứng được cái nguồn của sản phẩm. Đó là những điều mà bác sĩ Ngọc muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và nếu các bạn đã xem đến đây rồi thì bác sĩ Ngọc cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã yêu quý bác sĩ Ngọc. Và các bạn hãy tham gia vào group Skincare Khoa Học cùng bác sĩ Ngọc này, và like fanpage bác sĩ Nguyễn Ngọc, để chúng ta sẽ có thể cập nhật thêm nhiều hơn nữa những cái kiến thức về điều trị mụn này, chăm sóc da mụn này, và kết nối với nhau nhiều hơn. Và bây giờ thì hãy dành cho bác sĩ Ngọc một đăng ký và ấn thêm hình quả chuông nữa nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hay và ý nghĩa nhé. Bác sĩ Ngọc biết ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn yêu mến và theo dõi bác sĩ Ngọc. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.